Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng đến với cái tựa game kỳ Mai Tiêu Aga truyền thuyết đồng bằng 1.000 năm nhé bạn. Thì đây là một cái trò chơi chiến thuật do nhãn hành Funtap phát hành. Thì tất cả các bạn người chơi gì Mai Tiêu Aga Funtap sẽ trở thành một trong những cái chúa tể của tất cả các chủng tộc và quyết định phương hướng phát triển của nền văn minh thời tiền sử. Hiện tại thì tựa game này đã chính thức ra mắt, các bạn có thể tải về và tự mình khám phá nha bạn. Thì Mai Tiêu Aga của Honda không chỉ là những cái trận chiến đấu đầy tính chiến lược thời tiền sử, thì đó còn là hành trình khám phá nguồn gốc của loài người và những cái điều bí ẩn của các nền văn minh nói riêng và trái đất nói chung. Trò chơi chiến lược này, thời gian thực này hoàn toàn mới này sẽ cho khiến tái hiện lại cho các bạn các khu rừng nguyên sinh nguy hiểm vào 3 triệu năm trước cho bạn khám phá. Bạn sẽ chung tay với cô gái xinh đẹp là Mia để giải quyết những cái vấn đề mà bộ lạc gặp phải, từ đó sẽ viết nên cho mình lịch sử của riêng mình nha các bạn. Thì mà Mai Tiêu Aga Mobile đưa tất cả các bạn game thủ trở lại hàng vạn năm thời tiền sử và khám phá những cái khu rừng nguyên sinh. Trong trò chơi, bạn không chỉ có thể chinh phục thiên nhiên, dùng rìu và gỗ xây dựng lãnh thổ, khám phá cho mình những cái bí ẩn chưa được biết đến, mà còn có thể cùng với các tù trưởng khác cùng nhau khám phá những cái lục địa mới và giao lưu với hàng triệu người chơi trên khắp thế giới với thời gian thực. Người chơi có thể vượt qua những cái giới hạn kỹ năng của thời tiền sử và sử dụng các kiến thức đã học để giúp cho phát triển lãnh thổ và tạo ra kỷ nguyên của riêng bạn. Tất cả nhờ vào việc quyết định kết hợp các loại thuộc tính xây dựng khác nhau và kỹ năng anh hùng. Đến với game Mai Tiêu Aga Funtap, người chơi phải thích ứng với những cái thay đổi trong môi trường tự nhiên và tiếp tục phát triển bộ lạc của mình. Bạn cần không ngừng sinh sôi và nảy nở thế hệ sau và xây dựng một cái bộ lạc thịnh vượng và viết nên những cái câu chuyện huyền thoại. Trải qua quá trình luyện tập để chiến đấu và săn bắt dã thú cũng là yếu tố quan trọng trong game Mai Tiêu Aga Mobile nha các bạn. Bạn sẽ hợp tác với nhiều loại anh hùng khác nhau, bố trí thiên la địa võng cũng như hồn hóa dã thú khổng lồ hồi tiền sử như là voi mammut, hổ gang kiếm, vân vân. Game có rất là nhiều cái công trình cũng như đồ trang trí ngoài trang cho bạn hỏi sức thiết kế thế giới rộng lớn thời tiền sử, tự do sắp đặt trang phục đa dạng hiển thị được các cá nhân hóa cho phép các tù trưởng tạo ra các bộ lạc tích cá tính nhất. Game Mai Tiêu Aga sẽ mang đến cái chơi PvP chinh phục liên server quy mô lớn mà bất kỳ game thủ yêu thích chiến thuật nào cũng yêu thích. Cuối cùng thì bạn sẽ lãnh vào bộ lạc mạnh nhất chinh phục thế giới, trở thành chủ tể của tất cả các chủng tộc, quyết định phương hướng phát triển của nền văn minh thời tiền sử của mình. Nhìn chung thì tựa game này sẽ có những cái điểm đáng chú ý như là khám phá thế giới tiền sử vô cùng rộng lớn. Thì trong suốt 10.000 năm, loài người đã phải tự học cách thích nghi và phát triển cùng sự biến đổi của thiên nhiên. Thông qua game truyền thuyết đồng bằng, bạn sẽ được vào quay chiêm ngưỡng một thế giới tiền sử sống động, từ các cái công trình kiến trúc, trang phục cho đến những cái khung cảnh cánh rừng bạt ngàn, các loài đặc trưng như hổ ăn kiến và mút chân dân, hay những cái cuộc chiến khốc liệt giữa các ngôi làng bộ tộc, tất cả sẽ mang đến cho bạn những cái cảm giác vô cùng thú vị. Tham gia vào game truyền thuyết đồng bằng vạn năm tiền sử vì Mai Tiêu Aga thì bạn sẽ được trở thành tộc trưởng xưng bá bốn phương. Tất cả bạn người chơi có thể tự do xây dựng và phát triển ngôi làng của mình. Bạn sẽ cần lên những kế hoạch phát triển như là sử dụng tài nguyên hợp lý để nâng cấp, xây dựng các công trình và nâng cấp binh chủng hợp lý để tham gia chiến đấu. Khi bạn đã có một căn cứ vững chắc để chống lại sự tấn công của kẻ thù, thì bạn có thể yên tâm để mở rộng họ cho mình lãnh thổ và tìm kiếm thêm tài nguyên. Mọi quyết định trong game đều sẽ tùy thuộc vào bạn, vì vậy hãy đưa ra những cái lựa chọn hướng phát triển đúng đắn thông qua các tính năng đặc biệt như là tập quán, hiếu chiến, ôn hòa, vân vân. Với vô vàn lựa chọn chiến thuật, kề vai sát cánh cùng đồng minh, một điểm lưu ý trong đây là một điểm lưu ý trong cái tựa game này thì chính là tất cả cuộc chiến đều diễn ra bất kể lúc nào nha các bạn. Thay vì cố gắng hùng phụ, cách tốt nhất là hãy chủ động tấn công. Để làm được điều đó thì bạn cần sở hữu một cái lực lượng đội quân vô cùng mạnh nhất. Người chơi sẽ phải tìm kiếm cho mình những cái anh hùng và có năng lực chỉ huy từ hàng trăm năm trong game. Người chơi sẽ dành thời gian để nghiên cứu và đưa ra những cái sự kết hợp tự do, miễn sao tạo nên đội hình phù hợp và hiệu quả nhất có thể. Thì
Dành cho bạn nào chưa biết thì Mateo Ega thì đây là một cái tựa game thuộc thể loại chiến thuật FPG lấy bối cảnh thời tiền sử cách đây 10.000 năm trước công nguyên, do công ty Hager Funny phát triển và phân tác phân phối tại trường Việt Nam qua tên gọi là truyền thuyết đồng bằng vạn năm tiền sử ghi Mateo Ega. Nhiệm vụ bạn người chơi trong tựa game này là xây dựng ngôi làng với đầy đủ các công trình, hệ thống phòng thủ, hầm mỏ khác nhau và chiến đấu chống lại cho mình kẻ thù. Trò chơi đi kèm với rất nhiều tính năng độc đáo khác nhau sẽ giúp bạn tìm ra được những chiến lược hơn và chuyển ngôi làng một cách sáng tạo hơn nha các bạn. Thì mỗi ngôi làng cũng sẽ có cho mình những cái quân đội và doanh trại sẽ giúp bạn người chơi bảo vệ và tấn công căn cứ của tất cả người chơi khác. Đồng thời thì yêu cầu các tài nguyên như ăn, gỗ và nước. Bên cạnh đó thì tất cả các bạn người chơi phải xây dựng ngày càng nhiều tòa nhà và những cái kho chứa càng tốt để giúp cho mọi người dân trong làng có thể cho mình sử dụng tài nguyên một cách hợp lý. Các tài nguyên quan trọng trong game ngoài thức ăn, nước uống thì còn có đá nè các bạn, gỗ, tấm da, hang, vì nó giữ cho bạn và dân làng, quân đội của bạn sinh tồn. Truyền thuyết đồng bằng vạn năm tiền sử vì Mateo Ega cho phép bạn người chơi chiêu mộ và nâng cấp các anh hùng, những người có năng lực cao vĩ đại để bảo vệ ngôi làng của mình, của bạn. Bạn cũng đừng quên huấn luyện bộ binh nè các bạn, và cung thủ để sẵn sàng cho các cuộc tấn công và phòng thủ ở trong tương lai. Bạn cũng có thể lập ban hội với nhiều thành viên giúp đỡ bằng nhiều cái nguồn lực quân đội hoặc cùng nhau làm nhiệm vụ để nâng cấp cho mình vũ khí, anh hùng và xây dựng mọi kiến trúc mới. Sức hấp dẫn của game Mateo Ega Full Type còn tới từ nền tảng đồ họa 5D sắc nét và độc đáo, đưa chúng ta xuyên không về hàng triệu năm về trước. Ngoài ra thì giao diện màn hình dọc ngầu nhẹt chắc chắn sẽ khiến cho bạn cảm thấy tựa game này là một cái sự lựa chọn hoàn hảo để cho anh em game thủ giải trí trong thời gian ngắn. Nhìn chung thì tựa game này sẽ có một số ưu điểm như là khám phá lục địa cổ xưa cách đây 10.000 năm trước công nguyên, thuần hóa động vật thời tiền sử để bảo vệ ngôi làng, hay là chiêu mộ các anh hùng cổ đại với sức mạnh quyền năng, gia nhập và thành lập clan với bạn game thủ khác, hay là thay đổi tập quán phù hợp với sở thích của bản thân. Thì đó là review sơ lược một chút về cái tựa game này. Thì để hiểu rõ hơn về tựa game này, các bạn có thể tải tựa game này về và tự mình khám phá nha bạn. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video. Như vậy là mình đã review sơ lược chút xíu thôi. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.